Rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Lịch sử Thế giới. Quý vị thân mến, chiến tranh có lẽ là điều mà tôi hay quý khán thính giả chẳng ai mong muốn sẽ xảy ra, bởi đó là sự mất mát, đau thương và kinh hoàng. Trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh của nhân loại, có nhiều trận đánh đẫm máu với tỷ lệ tử thương cực kỳ cao. Một trong số đó phải kể đến trận Okinawa giữa quân đội Hoa Kỳ và phát xít Nhật vào năm 1945. Trận đánh dù là dấu chấm hết cho Nhật, dù tìm được người thắng, kẻ thua, thế nhưng những tổn thất mà hai bên phải hứng chịu là vô cùng tàn bạo và nặng nề. 120.000 lính Nhật cố thủ trên đảo Okinawa trong giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai, chỉ có 7.600 người còn sống sót sau 82 ngày giao tranh ác liệt. Hai quả bom nguyên tử Mỹ phá hủy hai thành phố của Nhật là những gì mà cuộc chiến này để lại. Trong video ngày hôm nay, hãy một lần nữa cùng với Lịch sử Thế giới nhìn lại trận chiến Okinawa đẫm máu này nhé! Trận Okinawa hay còn gọi là Chiến dịch Iceberg, Chiến dịch Băng Sơn, là trận đánh thuộc mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai giữa đồng minh và chủ lực là Mỹ và Đế quốc Nhật Bản tại đảo Okinawa thuộc quần đảo Ryukyu, Lưu Cầu. Đây cũng là cuộc đổ bộ quân sự lớn nhất tại mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hoàn cảnh của trận chiến. Sau khi Đức Quốc xã yếu thế co cụm về gần Berlin, phe đồng minh dồn sức mạnh sang mặt trận Thái Bình Dương nhằm đánh bại Đế quốc Nhật Bản. Các sĩ quan chỉ huy Mỹ nhận thấy đảo Okinawa là vị trí mang tầm chiến lược, hòn đảo nằm cách khoảng 550 km về phía nam Nhật Bản. Địa điểm này có thể làm cơ sở triển khai các máy bay chiến đấu và tập kết lực lượng để tấn công vào lục địa Nhật. Phía Tokyo cũng nhận thấy vai trò quan trọng của hòn đảo nên ra sức củng cố lực lượng và các vị trí phòng thủ. Họ điều động những chiến hạm mạnh nhất, trong đó có siêu thiết giáp hạm Yamato đến bảo vệ đảo. Đặc biệt, không quân Nhật huy động hàng nghìn máy bay cho chiến thuật tấn công cảm tử Kamikaze. Với quyết tâm chiếm Okinawa, phe đồng minh huy động một lực lượng khổng lồ gồm 183.000 quân, sau tăng lên 250.000 quân thuộc quân đoàn 10 do Thủ tướng Simon B. Buckner chỉ huy. 450 tàu chiến các loại, bao gồm 17 tàu sân bay, hàng trăm tàu đổ bộ cùng 1.000 máy bay chiến đấu. Lực lượng phòng thủ của Nhật gồm 130.000 quân, trong đó có 9.000 binh lính của Hải quân Đế quốc Nhật, còn lại thuộc quân đoàn 32. Bên cạnh đó, rất nhiều dân quân và lực lượng bán vũ trang khác trên đảo cũng đang tham gia. Khoảng 1.500 máy bay làm nhiệm vụ cảm tử cùng hàng nghìn máy bay của Hải quân và Không quân Nhật. Trận chiến đẫm máu trong lịch sử. Mùa xuân năm 1945, quân đồng minh tiến sát đến Nhật Bản và các máy bay đã có thể oanh tạc các thành phố Nhật. Cách Nhật Bản khoảng 563 km, đảo Okinawa được coi là bước cuối cùng trước cuộc tấn công toàn diện nhằm vào chính quốc Nhật của phe đồng minh. 120.000 quân Nhật do tướng Mitsuru Ushijima chỉ huy quyết tử thủ bảo vệ đảo trong khi quân đồng minh ước tính Nhật Bản chỉ có một nửa quân số này trên đảo. Lực lượng Nhật Bản được hỗ trợ bởi 10.000 máy bay và thiết giáp hạm mạnh nhất thời đó, Yamato. Đối đầu với quân Nhật là 155.000 lính Mỹ, bao gồm cả lính thủy đánh bộ và lục quân. Mặc dù sau này Mỹ phải đổ bộ thêm nhiều quân hơn để có thể chiếm hoàn toàn đảo Okinawa, Trung tướng Simon Bolivar Buckner chỉ huy quân đội đánh chiếm đảo với sự hỗ trợ của 1.300 tàu chiến, bao gồm cả nhóm tàu sân bay Anh. Từ tháng 10 năm 1944 đến tháng 3 năm 1945, quân đội Mỹ mở đợt không kích nhằm vào Okinawa, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm máy bay địch. Đợt oanh tạc bằng tàu chiến bắt đầu từ 18 tháng 3, trong khi phía Nhật đáp trả bằng tấn công cảm tử Kamikaze, gây thiệt hại 4 tàu sân bay Mỹ và phá hủy 2 tàu chiến khác. Các lực lượng trên mặt đất cũng chiếm dần các hòn đảo lân cận. Sư đoàn bộ binh số 77 của Mỹ đổ bộ lên đảo Karema ngày 26 tháng 3 trước sự chống trả yếu hơn của phía Nhật Bản. Cho đến ngày đổ bộ đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 năm 1945, các lực lượng Mỹ đã bắn tổng cộng 44.825 đạn pháo, 22.500 viên đạn súng cối và 32.000 quả rocket. Bãi mìn rải rác trước đảo Okinawa cũng đã được dọn dẹp. 4 giờ sáng, quân đoàn thủy quân lục chiến 24 với sự yểm trợ hỏa lực của các tàu chiến và máy bay bắt đầu đổ quân lên bãi biển Hagushi phía bắc Okinawa. 4 giờ 30 phút sau đó, binh sĩ Mỹ tiến vào đất liền và sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để mở trận địa. Không ai biết rằng, Nhật Bản với chiến thuật mới đã cố tình để cho lính Mỹ có thể dễ dàng đặt chân lên đảo. Cho đến trước khi trời tối, quân Mỹ đã kiểm soát khu vực bờ biển rộng 12,8 km với 60.000 người. Cuộc đổ bộ tưởng như đơn giản tiếp tục vào ngày hôm sau, binh sĩ Mỹ tiến sâu vào trong đảo, chia rẽ lực lượng Nhật làm hai, chiếm sân bay, vốn là nơi các máy bay cảm tử tấn công tàu chiến Mỹ. Sư đoàn lính thủy đánh bộ số 6 rơi vào ổ phục kích của phát xít Nhật ở phía Bắc. 3 tuần giao tranh khiến cho lực lượng Mỹ thương vong 1.200 người, con số này bên phía Nhật là 2.500 người. Tướng Buckner chỉ thực sự biết đến cuộc đối đầu khốc liệt khi tấn công xuống phía Nam, nơi tướng Ushijima cố thủ. Ngày 4 tháng 4, quân đoàn thủy quân lục chiến 24 gặp phải kháng cự dữ dội ở thành phố Suri.
Ushijima biết rằng không thể giành chiến thắng, nhưng tướng Nhật muốn gây thiệt hại cho người Mỹ lớn nhất có thể bằng chiến tranh tiêu hao. Đợt tấn công Cảm Tử tái xuất từ ngày 6 tháng 4, 700 máy bay tấn công hạm đội 5 của Mỹ phá hủy hoặc gây thiệt hại tới 13 tàu khu trục. Một tuần sau đó, phát xít Nhật đã nghĩ ra thứ vũ khí tự sát mới, quả tên lửa dạng máy bay do các phi công Cảm Tử Nhật Bản điều khiển. Một khi được kích hoạt ở tầm gần, tên lửa lao thẳng vào mục tiêu với vận tốc gần 1.000 km/h. 34 tàu chiến phe đồng minh đã bị phá hủy bởi loại vũ khí này. Ngoài khơi, hạm đội Nhật Bản cũng khởi động nhiệm vụ tự sát. Không còn nhiều nhiên liệu, thiết giáp hạm Yamato, tàu tuần dương Ahagi và 8 tàu khu trục khác hướng đến Okinawa. Nhưng trước khi có thể hỗ trợ lực lượng trên đảo, các tàu Nhật bị đánh chặn bởi máy bay Mỹ. Không được yểm trợ trên không, niềm kiêu hãnh Yamato và toàn bộ các tàu khác bị đánh chìm. Trên đảo, quân Mỹ bế tắc trước hệ thống phòng ngự của Ushijima, ngay cả khi một lính Mỹ đã đổi 10 quân Nhật. Phe đồng minh vẫn không thể tiến thêm một bước nào. Ngày 12 tháng 4, quân Nhật thậm chí còn phản kích, dù các đợt tấn công này lần lượt đều bị lực lượng Mỹ hóa giải chỉ trong 2 ngày. Tướng Buckner ra lệnh tăng cường yểm trợ từ ngoài khơi và tái khởi động tấn công, nhưng lính thủy đánh bộ Mỹ không thể vượt qua lớp phòng thủ Nhật. Chỉ trong ngày 2 tháng 5, quân Nhật một lần nữa tấn công và tổn thất hơn 5.000 người. Chiến sự chỉ có dấu hiệu thay đổi vào ngày 11 tháng 5 khi tướng Buckner ra lệnh tập trung tấn công vào bên sườn quân Nhật, tránh rơi vào thế cô lập. Phát xít Nhật rút quân về phía Nam và chỉ giữ lại một nhóm bảo vệ thành phố Suri đến ngày 31 tháng 5. Binh sĩ Mỹ phải nhờ đến thuốc nổ và súng phun lửa mới dần vượt qua được các lô cốt phòng thủ Nhật Bản. Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên phía tây nam bán đảo Oroku, mở rộng thêm sân bay để hỗ trợ đồng minh tiến quân về phía Nam. Tướng Buckner thậm chí còn thiệt mạng ngày 18 tháng 6 do pháo kích Nhật khi đến thị sát tình hình trên chiến trường. 3 ngày sau, chỉ huy quân Nhật trên đảo Okinawa, Ushijima và các sĩ quan đồng loạt tự sát ở trung tâm chỉ huy thay vì chấp nhận đầu hàng. Binh sĩ Nhật nghe theo lệnh của Ushijima, sau đó vẫn tấn công du kích nhằm vào quân Mỹ cho đến cuối tháng 6. 7.400 quân Nhật cuối cùng đã đầu hàng sau đó, kết thúc 82 ngày giao tranh ác liệt. Quý vị thân mến, xét về quy mô, các nhà sử học nhận định trận Okinawa chỉ đứng sau cuộc đổ bộ Normandy. Đây cũng là trận chiến gây thương vong nhiều nhất trên mặt trận Thái Bình Dương. Chưa đầy 2 tháng sau khi thất thủ tại Okinawa, Nhật Bản hứng chịu 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Đế quốc Nhật sau đó tuyên bố đầu hàng phe đồng minh, cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại chính thức kết thúc. Thế nhưng những tổn thất mà nó để lại thì chẳng thể nào đong đếm được. Sau trận đánh kéo dài gần 3 tháng, thắng lợi cuối cùng đã thuộc về người Mỹ. Cả hai phía Nhật và Mỹ đều phải chịu những tổn thất nặng nề. Phía Mỹ chịu tổn thất hơn 75.000 người chết hoặc bị thương, chưa kể 26.000 người bị ốm, bệnh hoặc bị chấn thương tâm lý. Trong đó, riêng thủy quân lục chiến chết và mất tích 2.938 người, 16.017 người bị thương. Lục quân chết và mất tích 4.675 người, bị thương 18.099 người, trong khi hải quân sau những cuộc tấn công của các máy bay thần phong cũng chết 4.907 người và 4.824 người bị thương. Okinawa vì thế là chiến trường tại Thái Bình Dương mà quân Mỹ chịu thương vong nặng nhất và là trận đánh có số thương vong cao thứ hai trong Thế chiến thứ hai của quân Mỹ, chỉ sau trận Burger ở châu Âu. Ngoài ra, quân Mỹ còn mất 225 xe tăng, 763 máy bay bị rơi, 36 tàu bị chìm, bao gồm 12 tàu khu trục hạm, 15 tàu đổ bộ và 9 tàu các loại khác, và 386 tàu chiến các loại bị hư hại. Hạm đội Anh TF-57 có 4 tàu bị hư hại, mất 98 máy bay với 62 người chết và 82 người bị thương. Trong khi đó, phía quân Nhật mất hơn 100.000 quân, bao gồm 77.166 tử trận, bao gồm lính Nhật và dân quân Okinawa. Con số chính xác rất khó được đưa ra do những khó khăn trong công tác thống kê. Phía Mỹ ước tính đã tiêu diệt được 142.000 lính Nhật, nhưng con số này còn cao hơn cả số lính Nhật có tại Okinawa. 7.400 người Nhật đã bị bắt làm tù binh, trong đó có 3.400 người là nhân công không có vũ khí. Gần 20.000 người lính Nhật ẩn núp trong các hang động và chỉ chịu đầu hàng sau khi chiến tranh kết thúc. Khoảng 10.000 quân Nhật và 8.000 dân quân còn sống sót sau trận đánh. Đây cũng là trận chiến đầu tiên trong trận Thái Bình Dương mà số người Nhật bị bắt làm tù binh lên đến con số hàng ngàn. Nguyên nhân do phần lớn tù binh Nhật là dân bản địa Okinawa và chỉ bị cưỡng bức vào quân đội thời gian ngắn trước trận chiến nên đã không phải chịu ảnh hưởng của tư tưởng không đầu hàng của quân phiệt Nhật. Quân Nhật còn mất 27 xe tăng, 1.430 máy bay, trong đó phần lớn là máy bay thần phong. 16 chiến hạm, trong đó có siêu thiết hạm Yamato, hơn 122.000 dân đảo Okinawa chết do đau ốm, do ảnh hưởng của chiến tranh và do tự sát, tự nguyện và cả bị cưỡng bức. 90% số công trình xây dựng trên đảo bị tàn phá hoàn toàn. Có thể nói qua những số liệu thống kê trên, trận Okinawa là trận đánh đẫm máu nhất trong cuộc chiến Thái Bình Dương. Với việc người Mỹ chiếm được Okinawa, hàng rào phòng thủ cuối cùng của Nhật đã bị chọc thủng.
Giờ đây, quân Mỹ đã có một căn cứ hải và không quân quan trọng, chỉ cách đảo Kyushu hơn 500 km. Một dự án xây dựng khổng lồ đã được triển khai trên đảo, huy động 87.000 công binh để xây dựng 22 sân bay cho tập đoàn không quân số 8 từ châu Âu chuyển qua và cho cả lực lượng không quân của Thủy quân Lục chiến và Hải quân Mỹ. Kể từ đây, những cuộc không kích vào lãnh thổ Nhật đã gia tăng cường độ rất nhiều. Sự kiện Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki đã khiến cho chiến tranh kết thúc và kế hoạch Downfall đã không bao giờ được thực hiện. Trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và chiến tranh Việt Nam 1965-1973 sau này, Okinawa đã trở thành một căn cứ quan trọng về hậu cần cho lục quân Mỹ và căn cứ hành quân cho hải quân Mỹ. Trong khi đó, không quân Mỹ lại biến sân bay Kadena thành căn cứ chủ yếu. Đây là nơi xuất phát của các máy bay B-29 đi oanh tạc Bắc Triều Tiên hay B-52 đi ném bom miền Bắc Việt Nam. Ngày nay, Kadena vẫn là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại châu Á. Ngoài ra, các máy bay trinh sát của Mỹ xuất phát từ Okinawa còn thực hiện các phi vụ dò thám khắp châu Á. Ngoài ra, một số sử gia còn cho rằng chính trận Okinawa với tính chất ác liệt của nó đã dẫn đến việc người Mỹ phải sử dụng bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki để kết thúc chiến tranh mà không cần đổ bộ lên nước Nhật. Một trong những sử gia nổi tiếng ủng hộ cho ý kiến này là Victor Davis Hanson trong cuốn sách Free Flesh a Battle của ông. Ông đã viết rằng do quân đội và cả thường dân Nhật tại Okinawa chiến đấu quá kiên cường nên buộc lòng người Mỹ phải tìm một giải pháp khác để kết thúc chiến tranh thay cho việc đổ bộ lên đất Nhật. Và với việc sử dụng hai quả bom nguyên tử, người Mỹ đã chứng minh được sức mạnh của hàng mình, buộc nước Nhật phải đầu hàng. Năm 1995, chính quyền Okinawa đã cho xây dựng một đài tưởng niệm mang tên Nền móng cho hòa bình tại Mabumi, nơi từng là chỉ huy sở cuối cùng của quân Nhật trong trận đánh. Tại đài tưởng niệm này có danh sách tất cả những người đã được biết đến là chết trong các trận đánh, bao gồm dân thường và quân lính, cả người Nhật và người nước ngoài. Đến tháng 6 năm 2008, bản danh sách này đã có 240.734 cái tên. Bạn nghĩ sao về trận đánh khốc liệt này? Hãy để lại bình luận bên dưới video này của Lịch sử Thế giới. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Lịch sử Thế giới.